đặc quyền 4-0 để căn hộ trở lên tuyệt vời. Không mất điện, không kẹt thang, đúng không ạ? Không gửi xe xa và không đội số điện. Phân tích một chút đúng không ạ? Đội số điện còn rõ ràng. Các chỉ số điện, đồng hồ điện, đúng không? Hoặc tự làm đồng hồ điện riêng của căn hộ, đúng không? Gửi xe xa phải mất 20 phút hoặc là 400m đến 600m, đúng không ạ? Làm sao để gửi gần 100m, 200m, đúng không? Hoặc gửi hầm, không kẹt thang khi mất điện hoặc thông báo trước, đúng không ạ? Đấy, không mất điện thì hơi khó bởi vì phụ thuộc điện Nam Từ Liêm, nhưng cố gắng có thể là sẽ không mất điện khi mà nguồn lấy điện rồi ra, đúng không? Ý kiến của bạn đăng ký cho không bỏ lỡ video thành số mắt.